bạn đang tỉnh hay đang mê, điều gì chắc chắn rằng mình không phải đang mơ màng, trừ số hiếm trường hợp tỉnh táo khi đang mơ biết mình đang mơ. Đa phần hoàn toàn không biết mình mơ cho đến khi mình tỉnh dậy. Liệu khi tỉnh dậy có phải là một giấc mơ khác dài hơn, thật hơn? Bản ngã liệu có phải là những ảo ảnh được tạo ra bởi sự liên tục của những hình ảnh như Đức Phật nói? Dù bạn không tin vào nhân quả, không tin vào luân hồi, ở kiếp trước này, người mà tin những lời ma mị khiến tâm trí mình bất an, đó chính là đang mê. Quan niệm về chọn năm sinh con để được phước báo cho cha mẹ cũng như thế. Bạn chọn năm sinh con với tâm lý sao cho tốt nhất, giúp cho cha mẹ làm ăn phát đạt. Đây quả là một quan niệm cần cân nhắc lại. Với những bậc cha mẹ sáng suốt hơn, chọn năm, chọn ngày giờ sinh cho con sao cho đứa con có vận số tốt nhất. Nghĩ đến con trước rồi mới nghĩ đến bản thân sau. Các vị hãy cân nhắc lại trước tâm ý này. Khi dành quá nhiều tâm tư, tình cảm của mình vào một điều gì không chắc chắn xảy ra, tự bản thân sẽ thất vọng. Dễ thất vọng vào kết quả không như kỳ vọng. Thất vọng khi đứa con sinh ra có giới tính không như mong muốn. Thất vọng khi chúng không vâng lời. Khi các vị phiền não hay thất vọng vào con cái, đa phần do chính các vị tự đặt kỳ vọng, tự chiều cái nư của chính mình là chính. Những vị thuận duyên về đường con cái xem ra dễ an lạc hơn. Thậm chí với những người hiếm muộn con cái, đừng nói đến việc chọn năm sinh con, điều đó quả là xa xỉ. Với họ, bất cứ phương pháp nào, bất cứ bệnh viện nào có bác sĩ giỏi, họ dành rất nhiều thời gian, nhiều tiền của để mong muốn được mang thai, có được một đứa con. Người xưa bảo có phước có phần, nghiệp phước mỗi người có từng phần. Phước về tài phú, tướng hảo, công danh, tình cảm, con cái cũng như vậy. Rất nhiều người đau khổ về con cái, nhưng cũng có nhiều nhà có con đông nhưng rất hòa thuận. Gia đình nào có con cái nên người hiếu thảo với cha mẹ quả là có phúc. Cha mẹ nhà ấy có phước báo đường con cái. Vậy mấu chốt vấn đề của con cái đây từ đâu ra? Họa phúc từ đâu có, phước từ đâu sinh? Đời này là quả thì nhân từ đời trước. Nhân lành quả thiện là điều không cãi bàn. Đời trước bạn mắc nợ, đời này chủ nợ mang hình hài con cái đến đòi, khiến cho bạn dễ phiền não. Bạn hãy thử tiến hành một cuộc khảo sát. Những người thành đạt ngày nay, trong quá khứ họ có được sinh theo cách chọn năm hợp tuổi với bố mẹ của họ hay không? Những người chọn năm sinh theo mong muốn trước kia, hiện nay có thành đạt hay không, có hạnh phúc hay không? Hoàn toàn là nghiệp quả. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này, xem mình có phước tài phú hay không, có phước gia đạo hay không. Muốn biết quả đời sau, hãy xem lại những gì chúng ta đang tạo tác và làm ở đời này. Không cần nói xa xôi, cách ta đối xử với cha mẹ, với con cái sẽ đối xử với ta cũng như thế. Cách ta đối xử với họ hàng, với hàng xóm, với người thân như thế nào, ta sẽ đón nhận điều tương tự. Một gia đình nọ có hơn 6 người con, người mẹ dành tình yêu thương không được dung hòa, thương người này hơn thương người kia một cách quá mức, gây nên tâm lý ức chế của những người con. Nếu trước đây bạn ở trong hoàn cảnh này, khi còn nhỏ bạn chưa đủ hiểu biết nên không thể mở lòng thông cảm cho cha mẹ, vì chính bản thân họ thương yêu theo cảm tính. Người con được cưng chiều quá mức trở thành người hư hỏng. Những người con không được tình yêu thương từ mẹ lại mạnh mẽ và tự lập. Hóa ra cái gọi là được mất, may mắn hay xui xẻo là do góc nhìn. Những năm tháng về già của người mẹ, tính tình khó ở là những ngày đau đầu chăm sóc của người con trước kia đã được cưng chiều. Các người con còn lại, họ vẫn có trách nhiệm, nhưng trên tất cả, cái gọi là cảm, cái gọi là tình cảm, cảm thông, tình yêu thương từ chân thành, từ người mẹ không được thực sự có, không thực sự tồn tại với họ trong quá khứ. Nếu bạn vẫn mong muốn chọn năm sinh cho con, Khải Toàn chân thành khuyên các bạn hãy nên thuận duyên.
điều các bậc cha mẹ có thể làm là ban phước cho con mình chính là trong giai đoạn thai giáo, giai đoạn giáo dưỡng đầu đời. Và quan trọng nhất chính là nhân cách sống của gia đạo. Cuối cùng nếu có là một cái tên hợp mệnh khuyết với con. Trong kênh Khải Toàn đã có hai video nói về nghiệp duyên con cái và cha mẹ, hai video có nên sinh con tuổi Dần Mão Thìn hay không, mời các bạn xem thêm. Thai giáo là giai đoạn vô cùng quan trọng khi bào thai còn trong bụng mẹ. Nhưng các vị lưu ý, giai đoạn thụ thai thì quan trọng không kém. Bạn đã từng nghe câu mang hận đầu thai, đã từng nghe câu này hay chưa? Chữ đầu thai nghe có vẻ thiếu nhẹ nhàng so với chữ tái sinh, nhưng trong trường hợp này phải dùng từ đầu thai. Trong thời kỳ đầu mang thai, nếu người mẹ vì nguyên do nào đó trong lòng chất chứa phiền não, trong lòng đầy oán giận, đó sẽ là một điều tồi tệ cho đứa trẻ. Con người trước khi qua đời, tâm thức minh mẫn, dù thân bất động nhưng tâm thức còn sáng, không oán giận điều gì, linh thức sẽ về cõi lành và tái sinh. Giống như ngày ngày bạn vô cùng lạc quan sẽ tìm đến những người có cùng năng lượng, cùng tần số. Ngược lại, một người khi hồn lìa khỏi xác, tâm thức chứa đầy oán giận, còn những điều chưa thể thực hiện, còn vướng mắc ở cõi trần, khó về cõi lành. Trong đời sống quá khứ, người càng nhiều thù hận, tự đeo vào mình, tự đeo vào tâm thức những hình tượng xấu xa, rất đáng ghét. Những hình ảnh của người đáng ghét chiếm hết cả tàn thức, không thể buông xả những oán giận cũ, sẽ đi vào ba đường ác, khiến đời sau không thể đầu thai vào một gia đình tốt đẹp. Người có lòng thù hận càng lớn, khi chết linh quan sẽ càng trầm tích. Ánh sáng nó hấp thụ được là thứ ánh sáng của giận dữ, làm sao có thể về cõi lành. Thứ ánh sáng thù hận của linh thức này sẽ tìm đến nơi có ánh sáng cùng tần số, đó chính là người mẹ đang mang thai với lòng oán giận. Và khi ấy đứa bé sinh ra trong một gia đình thiếu sự giáo dưỡng, một gia đình không êm ấm, thậm chí đứa bé có giai đoạn tiền vận rất là tối tăm. Dù giai đoạn trước người mẹ có tâm lý tốt lành, nhưng trong giai đoạn mang thai, tức giai đoạn thai giáo, sẽ đánh thức những giác quan của bé. Những giác quan này từ đâu? Tất cả xuất phát từ tâm tính, lời nói của những người bên cạnh và chính tâm lý của người mẹ. Người có tư tưởng hiện đại sẽ nghe nhạc thai giáo, nghe nhạc Mozart trong từng giai đoạn, giúp trí não phát triển rất tốt của đứa trẻ. Người có niềm tin về Phật Pháp thường truyền tai nhau bảo rằng nghe kinh Địa Tạng giúp bé trộm vía. Dù là phương pháp nào nhằm mang lại cho người mẹ và em bé trong bụng có được sự phát triển tốt nhất, đó chính là nhân lành. Vì vậy các bạn không nên để tâm trí mình chất chứa hận thù, đừng để tâm trí mình mang hình tượng đáng ghét của người khác. Để làm được điều ấy, các bạn biết chọn tin tức hàng ngày để thu nạp, giống như việc ngày ngày chọn thức ăn, chọn trang phục, đoạn trừ thông tin thị phi, ngày ngày tu dưỡng tâm tánh qua nghe pháp, nghe những bài kinh hoặc hành thiền. Gần đây Khải Toàn trò chuyện với một anh gia chủ ngoài 50 tuổi, người gốc Hoa ở quận 5. Anh chị này có 4 người con, 2 người con lớn có công việc khá tốt, 2 người con gái còn lại vừa tốt nghiệp loại giỏi. Xem ra anh chị là người có phước đường con cái. Bản thân anh chị là người chân thiện, chịu khó làm ăn, giáo dưỡng điều thiện nên con cái được tốt lành. Chúng hiếu thuận và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy các bạn không nên lưu tâm đến con có hợp tuổi cha mẹ hay không, thay vào đó là đời sống các bạn ít muốn biết đủ, đoạn trừ những việc có thể làm tâm trí phiền não, tu dưỡng thanh tịnh, tu dưỡng tâm sẽ thanh tịnh, thân cũng thanh tịnh, thuận duyên đường con cái, đó chính là con đường dẫn đến an lạc. Tuy nhiên, có một dạng phiền não phổ biến ở ngày nay về đường con cái mọi người thường dễ gặp, đó chính là bắt con theo ý mình.
Một cô gia chủ ngoài 40 có 3 người con. Cô chia sẻ, hai người con gái sau rất ngoan ngoãn hiền lành, chịu nghe lời. Duy chỉ có người con trai lớn làm cô dễ phiền lòng. Giả dụ bạn có một đứa con luôn làm trái ý, đó chính là đứa con liệt sanh, luôn làm bạn tức điên lên. Nếu bạn mở lòng, nhìn rõ chân tướng sự việc, chính đứa con này lãnh nghiệp của chúng, đó là đứa con rất đau khổ, bạn chỉ là người cộng nghiệp, bạn càng thương yêu chúng hơn. Nhưng trong trường hợp cô gia chủ này hoàn toàn không như thế. Cô phiền não vì chính cô mong muốn thúc ép con trai mình phải vâng lời, từ học hành quen bạn nào đến cả việc ăn uống. Người mà muốn người khác làm theo ý mình không phải muốn tốt cho người khác, đó chính là muốn chiều cái nư của chính mình. Bậc làm cha làm mẹ chấp vào việc tại sao con không nghe theo, chính là bậc cha mẹ tự mang phiền não vào lòng mình, gây áp lực cho con cái, khiến cho tâm thân không an ổn trong chính ngôi nhà của mình. Tâm ý thiện lành là tâm ý viên dung, dù có hay không có, dù độc thân hay kết hôn vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Người mà không để lòng những sai trái của người khác là người xả bỏ những phiền não khỏi tâm trí. Người mà biết tha thứ, biết buông xả, biết chấp nhận hoàn cảnh thực tại để tùy duyên, chính là người tự tích trữ cho mình những hạt giống quang minh của sự vui vẻ, của sự hạnh phúc. Người có được hạt giống quang minh tự khắc kết nối năng lượng cùng tần số. Có nên sinh con năm Dần, năm Mão, năm Thìn hay không? Sinh vào năm nào để hợp với cha mẹ, cho cha mẹ làm ăn phát tài? Một số vị có tâm lý ngại sinh con năm Dần, nhất là sinh con gái, vì cho rằng con gái sinh năm này số cao, tình duyên dễ lận đận. Về quan niệm ngại sinh con năm Dần hay quan niệm chọn năm sinh cho con hợp với cha mẹ, nếu chưa hiểu có thể rơi vào mê lầm. Dù thành ý là tốt, mong muốn cho con được may mắn phước báo, những tư tưởng này thường đè nặng tâm lý của người thân và cả bản thân mình. Biết bao người mong muốn có con mà chưa thể có, người có cơ hội lại ngại sinh con. Nếu có cơ hội sinh con, các vị hãy thuận duyên. Mệnh không có con thì khó lòng có được. Khi đã sinh con, ngoài sự giáo dưỡng phù hợp với văn hóa của gia đình, hoàn cảnh gia đình, cho bé một cái tên đẹp, một cái tên hợp, hợp với mệnh khuyết, với bé quả là phước báo, phước báo của cha mẹ dành cho bé. Nhưng trên tất cả chính là sự hòa thuận của gia đạo, là cách sống chân thiện của cha mẹ để chúng noi theo. Khải Toàn xin chia sẻ quan niệm về sinh con năm Dần, Mão, Thìn trong phong thủy và cả dưới góc nhìn của Phật Pháp. Các vị đừng nhầm, Khải Toàn không phải là thầy tu, là người hành nghề thuật số, tu thiền, sống theo giáo pháp của nhà Phật, chia sẻ phong thủy đơn giản, đoạn trừ mê tín thái quá. Phong thủy là phương tiện về công danh, đạo là con đường hướng thiện, Phật là tỉnh thức, thiền là sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Người mà có tâm ý sống với hiện tại là người an lạc là hạnh phúc. Trong thời gian người vợ mang thai, tâm lý của người mẹ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đứa trẻ. Người chồng có vai trò lớn trong việc dung dưỡng này. Nếu gia đình đặt nặng chuyện chọn ngày tháng năm sinh con, đặt nặng về cả giới tính, sẽ áp lực lớn đến với người mẹ. Con cái sinh ra khó lòng, dễ nuôi. Điều mà bao cha mẹ mong muốn chính là trộm vía. Người sinh năm Dần đa phần tính cách khá bộc trực, ngay thẳng, thông minh, lanh lợi. Người tính tình dễ nóng nảy, khó kiềm chế. Người mạnh mẽ, khó khuất phục. Nam tuổi Dần có tính khá là phong phú, về nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ và tự lập. Nếu người sinh năm Mão là nhóm người vốn cố chấp, bảo thủ khỏi bàn, yêu thương ai sẽ yêu hết lòng, ghét ai cũng như thế. Mão là nhóm người ngay thẳng, quân tử, yêu thương gia đình, thích làm việc thiện nguyện. Với họ luôn mong muốn được sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, không mâu thuẫn. Nam tuổi Mão mạnh mẽ, có ý chí, nữ tuổi Mão thẳng thắn, không ngại gian khổ.
Còn người sinh năm Thìn có thêm vài cơ hội có mệnh tốt hơn những con giáp khác. Tuổi Thìn có sức sống mãnh liệt, dáng vẻ luôn toát lên khí chất. Họ có những tài hoa, phẩm chất tốt lành, đó là sự chân thành, bao dung, yêu thương chúng sanh. Nam tuổi Thìn dễ trở thành người đứng đầu, nữ tuổi Thìn giản dị tự lập, thích giúp đỡ mọi người. Văn hóa của người Việt vốn ngại sinh năm tứ hành xung, ví dụ sinh con năm Dần ngại xung với cha mẹ tuổi Thân Tỵ Hợi, sinh con năm Mão ngại xung với Tý Ngọ Dậu, sinh con năm Thìn ngại xung với Tuất Sửu Mùi. Vẫn theo lý luận trên, các bậc cha mẹ cứ nghĩ đơn giản, sinh con theo tam hợp là tốt, ví dụ Thân Tý Thìn, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất là tốt, hoặc tìm theo ngũ hành nạp âm dương. Tuy nhiên, xét mệnh không chỉ dựa theo năm sinh, dựa theo năm sinh hoàn toàn thiếu yếu tố chính xác. Xét mệnh cần cả dựa trên năm tháng ngày giờ, giới tính và cả họ tên, được gọi là sinh thần bát tự. Các vị hãy cân nhắc về chọn năm sinh con, hoặc can dự vào chuyện sinh con của con cháu, không khéo tạo thêm áp lực cho họ. Khi có áp lực thì nhà cửa khó lòng có hòa khí, không có hòa khí thì không thể sinh tài lộc. Vì chọn sinh năm con hợp cha mẹ không nhiều ý nghĩa bằng cách giáo dưỡng chúng. Nếu nghĩ rằng chọn năm sinh con để cha mẹ phát đạt, càng dễ rơi vào mê lầm. Mệnh của bạn không có nhân tài phú, dù sinh con năm nào đi chăng nữa vẫn có tài phú, đừng đổ lỗi cho những đứa trẻ vô tội. Một vị gia chủ chia sẻ, trước đây vợ chồng của em chần chừ việc sinh con sau vài năm đầu kết hôn. Đến năm thứ ba muốn sinh con, cha mẹ bảo không thể sinh con năm này, sẽ tổn hại phước của gia đình, phải đợi thêm 2 năm nữa. Thế là hai vợ chồng vì chuyện cha mẹ can thiệp chuyện sinh con mâu thuẫn lẫn nhau, hạnh phúc rạn nứt, tình cảm dần lạnh nhạt. Đến năm thứ năm sau khi cưới, hai vợ chồng quyết định sinh con. Nhưng khi đi khám bác sĩ, họ bảo rằng một trong hai người có vấn đề về sinh sản. Dù rất buồn nhưng vẫn kiên trì chữa trị. Đến năm thứ 8 sau khi cưới, hai người đã có một đứa con trai được lành lặn. Chính ngay trong niềm vui khôn tả này, cả nhà khi có đứa cháu đầu tiên, mọi người dành hết tình cảm vào đứa bé. Thế là bao xung đột xảy ra giữa nội, giữa ngoại, giữa vợ, giữa chồng. Từ miếng ăn cái mặt của đứa bé, tranh giành quyền được cưng chiều đứa bé. Mâu thuẫn này cứ dai dẳng trong nhiều năm. Vì quá được nuông chiều, càng lớn đứa bé càng khó dạy bảo. Thế là bên này đổ lỗi cho bên kia, chuyện không hồi kết. Các vị thấy đấy, tất cả từ nhân quả. Không phải cứ xem ngày lành là cưới về sẽ hạnh phúc, không phải xem năm tốt sinh con là gia đình được hưng vượng. Vì một ngày lành, một đứa trẻ chào đời chỉ là sự khởi đầu. Cần 10, 20 năm để vun đắp nhân cách cho một đứa trẻ, cho một con người từ lúc lọt lòng. Các vị thử nghiệm lại cuộc đời của mình, có giống như một trang sách viết sẵn kịch bản. Người ta gặp, việc ta làm, nơi ta đến, tất cả là cơ duyên dẫn lối cho ta đến những điều ấy. Chẳng có kế hoạch nào diễn ra như chúng ta đã định sẵn. Ngày tháng năm một đứa trẻ sinh ra là định số. Tướng mạo sang hèn thọ mạng là định số, là do nghiệp từ đời trước. Nhưng đau khổ hay an lạc là do sự tu dưỡng của tâm tánh. Phước báo từ đâu mà có, họa phúc từ đâu mà ra? Từ cái nhân từ đời trước, từ tập nghiệp từ đời này. Giả dụ các vị xem năm sinh con không đồng nghĩa với việc mệnh của đứa con sẽ tốt. Càng sai hơn khi nghĩ rằng sinh con để hợp với cha mẹ, cho cha mẹ phát tài. Có tài phú hay không phải xem lại trong mệnh của bạn, xem lại đời này có mở lòng bố thí hay không. Người xưa bảo tiên tích đức hậu tầm long. Các vị là bậc trưởng bối, phải làm gương, làm điều lành cho chúng sinh, giáo dưỡng cho con mình hướng thiện. Hướng thiện và biết buông xả, biết bố thí mới tích được âm đức, tích được cho đời sau. Con cháu theo lời dạy của các vị có thể dưỡng phước bồi đức. Dù các vị có xem thầy giỏi, chọn năm tốt để sinh con,
nhưng bản thân các vị không hướng thiện, thiếu sự giáo dưỡng tốt cho những đứa trẻ, những đứa trẻ này khó lòng tốt đẹp trong giai đoạn của tiền kiếp. Đời này cùng chung một gia đình là cộng nghiệp, người làm ta khổ do ta nợ họ từ đời trước. Phật dạy không duyên không nợ, không kết giao đời này. Đời này con hay trả nợ, báo ân hay báo oán. Đời trước bạn làm người khác đau khổ, đời này kiểu gì cũng có người đến đòi bạn, trong hình hài đứa con hay một người nào đó. Vì thế đau khổ hay tự tại là do giác. Người không có con mong cầu khẩn cầu khắp nơi để mong có được một đứa con. Người có cơ hội có con lại không tin, lại bị thông tin quấy nhiễu về năm tốt năm xấu, lại ngần ngại sinh con. Bạn có nghiệp của bạn, con cái có nghiệp riêng của họ, mỗi người có nghiệp riêng. Không phải vì sinh đứa con này mà làm ăn trở ngại, sinh đứa con kia mà gia đình ly tan. Mệnh của bạn có chủng tử khó nhọc, dù sống với ai, sống ở đâu cũng có chướng ngại, không nên đổ lỗi cho những đứa trẻ. Ngày ngày bạn huân tập điều lành, chọn lọc lời để nghe, chọn lời lành để nói, tâm thuần thiện thuần tịnh, đó chính là phương pháp giảm nghiệp tăng phước. Khi có chút phước báo, có thể dùng ít âm đức của mình hồi hướng cho con cái, cho chúng sanh, đó là cảnh giới của an lạc. Khi tâm bạn thiện, không dễ bị thấm nhiễm bởi những lời mê tín, không xao động trước lời thị phi, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bạn tự hiểu rằng mỗi người đều có phước phần riêng. Bản thân chư vị, con cái chư vị cũng như vậy, mỗi người có nghiệp quả khác nhau. Người mang tâm lý cầu sinh con, xem năm tốt lành để sinh con, nhưng thiếu sự định tĩnh, chẳng khác nào muốn có những thứ ngoài khả năng. Câu nói trời sinh voi sinh cỏ xưa kia hoàn toàn khó áp dụng với thời nay. Cuộc sống nhân sinh này càng nhạt càng đơn giản, đó chính là cảnh giới sâu sắc, cảnh giới của tự tại. Bạn thử nghĩ lại, con cái là niềm vui nhưng cũng là phiền não. Sinh một đứa con sẽ sinh thêm cả trăm, cả ngàn, cả triệu món đồ cho chúng. Bạn mất rất nhiều thời gian cho chúng, dành mọi tâm tư tình cảm cho chúng. Nhưng khi chúng không vâng lời, bạn lại oán trách ông trời, oán trách chúng. Năm sinh con xấu, nội ngoại tốt xấu, con giỏi con hư, tất cả đều chấp, chấp vào sự so sánh hơn thua. Đây chính là cảnh giới của phiền não, tự mang vào lòng những tâm trí, những tư tưởng tiêu cực. Khi tâm còn chứa nhiều tạp niệm, bản tính còn nói những lời thị phi, là những tạp nghiệp chưa thể đoạn trừ. Dù có chọn ngày lành ngày tốt sinh đứa trẻ, chỉ khiến những đứa trẻ dễ ô nhiễm những tạp khí ấy. Bạn có thể tự hỏi, xã hội ngày nay dạy chúng ta điều gì? Xã hội nơi ta sống dạy con cái chúng ta có học làm người hay không, hay dạy con cái chúng ta cạnh tranh, cạnh tranh để đạt thành tích cao, cạnh tranh dẫn đến đấu tranh và cả chiến tranh, như nhiều người ngày nay vẫn đang làm theo. Sống như vậy làm sao có thể an lạc? Khải Toàn xin phép nói riêng chủ đề này ở một video khác. Hy vọng chư vị hiểu rằng chọn năm sinh con là phụ, mấu chốt vấn đề là cái tâm thuần thiện thuần tịnh và sự giáo dưỡng thiện lành cho con cái. Để có được điều này, các vị phải ngày ngày tinh tấn tu dưỡng tâm tánh, giống như ngày ngày các vị rửa mặt để mặt đẹp, đi làm để tích lũy tiền. Việc tu dưỡng tâm tánh ngày ngày là tích phước bồi đức. Cách người đối với người là bước đầu tiên của học làm người, không phải học đạt thành tích. Cách cha mẹ bao dung đối với người là bước đầu tiên giúp cho con trẻ có tâm thuần thiện thuần tịnh. Con cái của chúng ta đời này đến để báo ân hay báo oán, đòi nợ hay trả nợ, dù ở hoàn cảnh nào vẫn là nghiệp duyên. Dù có như thế nào thì ai có nghiệp quả của người ấy. Cha mẹ không thể nào gánh thay con cái và ngược lại. Người xưa bảo có phước có phần, phước có từng phần. Giả dụ người có phước về tài phú nhưng không có phước phần về con cái, bị con cái làm phiền não. Dẫu biết rằng ai có nghiệp riêng của người ấy, nhưng những gì bạn tạo tác
bạn ứng xử với cha mẹ ông bà bạn sẽ có phần tác động đáng kể lên con cái. Đầu năm này Khải Toàn tiếp nhiều vị, có 3 trường hợp chia sẻ đến những hoàn cảnh, xin các vị cùng suy ngẫm. Một anh học viên sinh năm 84 là kiến trúc sư, anh ta kể rằng hôm nay mùng 4 ba nhắn tin nhắn về thắp hương và ăn bữa cơm. Đã 7 năm rồi, anh ta nói trong nghẹn ngào. Hôm sau một bạn gia chủ trẻ đến trò chuyện, chia sẻ tin vui. Mẹ và anh trai của em đã hòa nhau sau nhiều năm lạnh nhạt. Cuối cùng là một bạn sinh năm 95. Tin này em vui mà như theo lời thầy, thấy vui đừng nên vui quá. Sau nhiều năm gây nhau, anh trai và ba đã hòa nhau. Anh trai đã về nhà chúc Tết ba, dẫn theo cả vợ con cùng vui vẻ. Do buổi sáng em đã động viên mở lời. Điểm chung của ba câu chuyện trên, như các vị thấy, có phải họ không có phước phần về con cái hay vì lý do nào khác? Ở đời con cái bỏ cha mẹ, có cha mẹ nào đi lạnh nhạt với con? Cha mẹ giận nhau, mẹ giận con giận mẹ, tất cả vì khắc khẩu, vì muốn tốt cho nhau cũng giận nhau. Mấu chốt vấn đề gia đạo không hòa thuận này từ đâu? Do chấp tướng và sự giáo dưỡng. Đứng trên cương vị làm cha mẹ, họ nghĩ rằng tốn bao nhiêu công sức nuôi nó lớn, giờ nó không nghe lời. Đây là chấp vào cái tôi, chấp vào mình lớn hơn, mình có công lao nuôi dưỡng con cái. Nhưng đứng trên cương vị làm con cái, cha mẹ có hiểu con không? Bắt ép con làm những việc con không thích. Và có cả những trường hợp cha mẹ trước kia đã bất kính với ông bà. Những xung đột, những cơn giận của cha mẹ con cái với nhau, những người thân khác ít nhiều bị ảnh hưởng lây. Gia đạo không hòa khí, các vị đừng vội nghĩ đến tài lộc. Những bậc cha mẹ có phước về con cái, đời trước họ biết tu pháp bố thí lòng nhân từ. Nếu cha mẹ dạy con hướng thiện, cha mẹ kính được ông bà, cha mẹ mở lòng khi con làm lỗi, sẽ chẳng có con cái nào đi giận lại cha mẹ cả. Ông trời cơ bản không xuống tay với người biết sám hối, thì sao cha mẹ lại quay lưng với những con cái của mình khi muốn quay về? Hành động lại Phật, hành động hiệp thập cung kính hay cúi chào người khác là hành động hạ mình, giảm đi cái tôi, hạ bản ngã của mình để mở lòng đón nhận người khác. Người không hạ mình, chấp vào cái tôi, dễ mang vào lòng những phiền não. Xã hội ngày nay dạy trẻ em điều gì? Có chí tâm dạy trẻ em làm người hay không? Có chú tâm dạy đạo đức hay không? Trường học ngày nay đa phần dạy trẻ cạnh tranh, không toàn tâm toàn ý dạy trẻ hướng thiện. Ở trường con trẻ phải đạt thành tích cho tất cả các môn học. Khi về đến nhà, các bậc phụ huynh thúc ép con mình phải học thật giỏi, điểm thật cao, thậm chí bắt con cái của mình phải như con nhà người ta, đừng để thua thiệt. Thúc ép trẻ em cạnh tranh để đạt thành tích, cạnh tranh nâng lên thành đấu tranh và nâng thêm nấc nữa thành chiến tranh, hoàn toàn không chí tâm dạy trẻ con làm người. Cạnh tranh, đấu tranh là mầm mống mang đến đau khổ. Bản thân các vị trước đây đã từng có cha mẹ thúc ép như thế. Các vị có tư tưởng phải học thật giỏi để kiếm việc tốt, để thật nhiều tiền. Có tiền rồi đau đầu nghĩ cách giữ tiền. Các vị theo tư tưởng ấy, hiện tại các vị có an lạc hay không? Câu trả lời tự bản thân các vị có đáp án. Dẫu biết rằng người học giỏi có nhiều cơ hội có việc tốt cho tương lai, nhưng không có cơ sở để con cái giảm phiền não, thoát khỏi đau khổ, vì các môn học không có môn học làm người. Nói đúng hơn, không có môn học hạnh phúc. Một đứa trẻ bị thúc ép quá mức, tác dụng có thể ngược lại, vì mỗi người có khả năng nhất định, mà ngày nay ở trường con trẻ phải học quá nhiều thời gian, quá nhiều môn. Có bao giờ các vị ngồi tĩnh tọa quán xét lại, bạn có đủ khả năng học ngày học đêm như đứa trẻ hiện nay? Có bao giờ tự quán xét tại sao mình lại nhiều phiền não, tại sao mình lại phiền lòng vì con cái?
Trong video có nên chọn năm sinh con hợp con cái với cha mẹ hay không, Khải Toàn đã đề cập một câu chuyện. Khi gia đình quá mong mỏi một đứa con, khi có một đứa con một đứa cháu, khi chúng ra đời, hai bên gia đình, nội ngoại, tranh giành yêu thương lẫn nhau, tranh giành dẫn đến sự xung đột. Khi đứa trẻ được nuông chiều quá mức, sẽ có tâm tánh khó dạy bảo. Những hành động, lời nói của người lớn trong lúc xung đột là tấm gương của đứa trẻ, đây không phải là tấm gương tốt. Những hành động này vô tình ngầm bảo rằng trong cuộc sống phải giành phần thắng, hoàn toàn không ngộ ra thiệt thòi mới là phước. Nghiệp duyên đời này giữa con cái và cha mẹ là thuận duyên hay nghịch duyên? Những nghiệp quả của cha mẹ có liên hệ gì đến con cái hay không? Vâng, có những mối liên kết nhất định, nhưng đến cuối cùng ai sẽ trở về danh phận của người ấy? Giả dụ bạn là người có tâm thiện lương, bạn là người tránh xa thị phi nhân ngã, bạn sẽ không dạy con mình đi cạnh tranh, không dạy con mình phải chiến thắng, tránh đi những con đường dễ đau khổ. Người có tâm thiện lương sẽ dạy con mình biết chia sẻ, mở lòng với người, hạ đi cái tôi, vì cái tôi càng lớn là cội nguồn của chấp tướng. Dạy con và làm gương cho con những việc thiện là bước đầu bạn cho con ít phước đức. Trường học ngày nay không chí tâm dạy trẻ con làm người, thì bậc làm cha làm mẹ phải dạy con làm người. Tuy nhiên với xã hội ngày nay trọng danh văn lợi dưỡng, con người bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, cuốn vào những tin tức thị phi, những tin tức đa phần tiêu cực. Con người thành thị không có nổi những phút giây an tịnh, làm sao có cơ hội ngộ ra chân lý của việc học làm người, học an lạc. Vì vậy rất ít bậc cha mẹ có thể dành tâm tư dạy con cái lối sống hạnh phúc. Một vị gia chủ làm giám đốc công ty hỏi Khải Toàn: em cho con học trường tốt, nơi ở tốt, có người giúp việc, có giáo viên dạy kèm sau mỗi giờ học, con không thiếu bất cứ thứ gì, việc của con là phải học thật giỏi để sau này đi du học, như vậy có phải là tốt nhất hay chưa? Vâng, xã hội ngày nay điều đó hẳn là tốt, nhưng dưới góc nhìn của người tu tập chưa hẳn là tốt. Thế nào là dạy làm người? Chính là người đối đãi với người, người đối đãi với thiên địa quỷ thần và người đối đãi với thiên nhiên. Nếu anh thực sự dạy con cái ba điều này, đó chính là dạy làm người. Bản thân Khải Toàn mượn phong thủy để nói pháp, không phải thầy tu nói phong thủy. Bản thân em còn phải cố gắng rất nhiều để đoạn trừ những tập khí cũ. Việc chỉnh sửa tâm tánh đầu tiên là xả bỏ chấp tướng, đoạn trừ cái tôi để mở lòng với tất cả mọi người, giúp đỡ mà không mong hồi đáp. Ngày ngày khởi nguyện an lành đến với mọi người, đến với chúng sanh, chỉnh sửa lời nói, hành động chân thiện. Khi bạn có được nhân hòa ái ngữ, dùng lời chân thiện, thông cảm với người người, hòa nhã với người, không tham sân si mạn nghi, đó chính là bước đầu dẫn đến con đường an lạc. Cách sống ấy chính là tấm gương cho những đứa trẻ trong nhà. Từ đó bạn có chánh kiến để dạy trẻ đạo làm người, biết bố thí, biết kính trên nhường dưới. Bước thứ hai là đối với thiên địa quỷ thần, kính trời kính đất, kính thần kính vong linh, kính người quá cố. Việc cung kính này xuất phát từ tâm. Bản thân bạn tin, bạn kính mới có thể truyền đạt ý nghĩa cho con cái, tránh mê tín thái quá. Giả dụ nhà bạn có bàn thờ gia tiên, mỗi dịp giỗ là dịp để mọi người sum họp, không phải để cơ hội đãi tiệc tùng, chẳng phải cúng cho người đã mất. Nếu mỗi năm bạn chịu khó giải thích cho những đứa trẻ khi chúng đủ hiểu biết, đây là ông là bà của con, dịp này nhằm tưởng nhớ là dịp để mọi người đoàn viên, thực tình ông bà của con đã về cõi lành, không quan trọng bàn thờ lớn bé. Lời giải bài nhẹ nhàng này giúp đứa trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày giỗ, hiểu được giá trị của thờ phụng, sau này chúng sẽ noi theo. Nếu trước đây bạn hoàn toàn không giải thích với con cái, có thể chúng nghĩ rằng việc cúng kiến này chỉ là mê tín. Bước thứ ba là dạy trẻ đối đãi với thiên nhiên, tiết kiệm tài nguyên, không cố ý chủ ý sát sanh con vật,
dù chỉ là nhỏ bé. Nền tảng giáo dục nào chú trọng vào dạy đạo đức, đó chính là nền tảng của chân thiện, đạo làm người, đạo làm con cái. Ví dụ ở Nhật, bậc mầm non trước 6 tuổi dạy trẻ em làm quen những thói quen trong cuộc sống, dạy cho trẻ cách sống tự lập từ khi còn rất nhỏ, hoàn toàn trái ngược với sự nuông chiều quá mức. Ở bậc tiểu học từ 6 đến 12 tuổi chú trọng dạy kính ngữ trong giao tiếp. Bậc trung học cơ sở 3 năm sau đó tăng cường việc hình thành những thói quen và đề cao giá trị đạo đức. Tuy nhiên, đạo đức từ trường học không thể ảnh hưởng bằng đạo đức từ gia đình. Nhà là nơi quay về nương tựa. Nơi nương tựa này cần ấm áp tình người, lòng bao dung, lòng vị tha, đó chính là nơi vượng khí. Các vị đang đau khổ vì con cái trong suốt một thời gian dài mà không thể xoay chuyển, hãy bán chúng đi. Bán những đau khổ của thế duyên, đầu tư vào Phật duyên. Đau khổ của thế gian mà không thể đoạn trừ, tâm thức ngày càng trầm xuống. Các vị ở đó mang trong lòng những phiền não vì con cái, vì người thân, chẳng giúp ích được gì cả. Mãi dính vào thế duyên, nhân duyên chỉ khi nào các vị chí tâm đầu tư vào Phật Pháp, đầu tư vào thiền định, tâm lượng sẽ rộng lớn. Từ đó mới có thể dùng chút ít phước báo, hồi hướng cho con cái, hồi hướng cho người thân hay những người đã mất. Những bậc làm cha làm mẹ, hiếm muộn đường con cái, có thể ít phiền não hơn những bậc làm cha làm mẹ, phước mỏng đường con cái, khổ não vì con cái của mình. Phiền não vì con không vâng lời, vì con nghịch ý mình nói A, nó làm B. Tức con của các vị ở nhóm liệt xanh. Khổ vì con chọn vợ chồng trái với ý của mình, vì con hóa gia sản của mình, thậm chí phiền não chỉ vì chúng kém cỏi hơn người khác. Những khổ tâm trên vẫn chưa phải là tận cùng của khổ đau. Hôm nay hãy toàn xin chia sẻ hai câu chuyện, hai trường hợp. Những người mẹ phiền não vì con cái mất đi và chúng bỏ đi không lời nhắn. Hải Toàn chỉ mong các vị làm cha làm mẹ đủ sáng suốt, đủ định tĩnh để thoát khỏi phiền não. Không còn phiền não thì tâm bình khí hòa, mở lòng giúp chúng sanh, tạo ích phước báo. Thậm chí thoát khỏi u mê để đến ngày rời khỏi ta bà này được về với cõi lành. Vì tâm thức một người nào đó trước khi lìa đời mà đầy oán giận, đầy tiếc nuối, linh quan không thể thắp sáng. Người mà tâm đầy oán giận, tâm chấp vào của tôi, không thể siêu thoát. Nếu có sẽ tìm đến bầu thai của người mẹ đang đau khổ. Nói đơn giản, sẽ gặp người cùng tần số. Từ trường người lành sẽ gặp người lành, từ trường bất thiện sẽ gặp bất thiện. Mong chư vị đang phiền não vì con cái, hãy vì chính mình, vì những người còn lại, buông xả những gì ngoài khả năng để tâm thân tự tại. Chư vị dù có giàu có về tiền của, giàu lòng nhân ái muốn ban phát cho con cái để chúng được tốt nhất, nhưng các vị nên biết họa phúc từ ba đời, mỗi người đều có nghiệp phước của người ấy, không ai có thể thay thế cả. Cha mẹ con cái là nghiệp duyên, không duyên không thể cưỡng cầu. Phật dạy có bốn nhóm con: báo ưng, báo oán, đòi nợ hay trả nợ. Phật dạy con các vị ở đời hiện tại, nếu chúng báo oán hay đòi nợ, tức chúng rơi vào nhóm liệt sanh. Liệt sanh là luôn làm trái ý, luôn làm cha mẹ phiền não. Tùy sanh thì chúng đối đãi chừng mực, u sanh thì nói một chúng chuyển mười, luôn làm cha mẹ làm gia đạo rất tự hào, người có phúc đức. Nếu chúng làm các vị hỷ lạc trong 10 hay 20 năm rồi chúng mất đi, tức chúng đã trả xong món nợ. Trường hợp chúng mất khi chưa chào đời, đó là do linh hồn ấy chưa thật sự sẵn sàng cho kiếp nhân sinh này. Thời gian trước, Hải Toàn đến nhà xem phong thủy cho một cô gia chủ sinh năm 65. Cô có một công ty rất lớn, thuộc tớp ở Việt Nam. Mệnh cô chú là có nguồn tài lộc rất vượng. Cô là người mạnh mẽ, từ sinh thần bát tự đến tính cách bên ngoài.
cô sinh mùa thu tháng dậu kim vượng. Mệnh kim vượng lời nói đanh thép, rất uy lực, thậm chí lời nói mang tính sát thương cao, dễ làm tổn thương người nghe nếu họ nhạy cảm. Người vốn mạnh mẽ, giàu có, tài giỏi, nhưng vẫn là con người, vẫn là một người mẹ, không thể nào thoát khỏi sự vô thường. Ngay những bước đầu tiên vào nhà, Hải Toàn chợt nhận ra gần bàn tiếp khách có một trang bàn thờ của cậu thanh niên trẻ. Điều ấn tượng nhất bởi xung quanh rất nhiều hoa tươi đẹp. Hải Toàn bước đến, thắp nén nhang, nguyện cho mong linh người quá cố siêu thoát về cõi lành. Sau tầm 30 phút, trò chuyện về mệnh, trao đổi về phong thủy căn nhà cô dự định mới xây. Xin lỗi, cô dự định xây mới. Cô bắt đầu bộc bạch. Càng nói cô càng rưng rưng nước mắt, không thể nào ngăn được những dòng nước mắt cứ tuôn trào. Người trong ảnh là cậu con trai út của cô, em sinh năm 97, mất hồi đầu 2022 vì tai nạn giao thông. Trong thời gian qua, cô không còn tâm trí nào cho cuộc sống cả, bắt chiếc võng nằm ngủ cạnh bàn thờ, lòng đầy thương tiếc. Cô không chấp nhận sự ra đi của người con, không buông xả việc ngoài khả năng của mình, không quên được cái đêm nghe tin đứa con thân thương qua đời. Người báo tin là một em sinh năm 88, vừa là bạn trai của con trai, vừa là người thân tín trong gia đình. Cách nói giọng nói của cô hoàn toàn khác biệt so với năm trước, khi nói chuyện qua điện thoại với Hải Toàn, khi nhờ xem mệnh giúp cậu sinh năm 88 kia. Điều đó cho thấy cô đã suy sụp như thế nào. Cô nói thêm, trước kia cứ xem video của thầy trên mạng, rồi nói tôi nhà phải chỉnh như thế này, phải chỉnh như thế kia cho đúng phong thủy. Từ đó tôi mới biết đến thầy. Hải Toàn nhận định mảnh đất cô đang sống là một mảnh đất rất khí vượng, luôn có nhiều người công việc phát đạt, nhưng thật tình thiếu sự hòa khí. Cô đồng tình rằng nhà thường xuyên có lời qua tiếng lại. Trong suốt thời gian vừa qua, cô không có nổi những phút giây an tĩnh. Vừa nằm xuống, hình ảnh đứa con hiện ra trong đầu. Cô thắc mắc hỏi Hải Toàn, nó mất vì lý do gì? Vì mệnh kém hay vì do đâu? Hải Toàn đôi phần nghẹn ngào chia sẻ với cô, thọ mạng phước báo từ ba đời, con cái hay cha mẹ do nghiệp duyên. Phật dạy, nếu đứa con làm ta vui, tức chúng đến trả nợ, trả xong chúng sẽ đi. Cõi kia mới là nhà, cõi ta bà này là cõi phiền não. Không ai thoát khỏi được sanh tử, không ai thoát khỏi được vô thường. Giờ cô có đau khổ ra sao cũng không thể thay đổi được thực tại. Cô càng đau khổ, cô không buông xả, đó là hạt giống của phiền não, kéo theo bao hệ lụy đánh tiếp về sau. Cô bỏ tất cả đau khổ vì người này sẽ không còn tâm trí cho những người còn lại. Cô chấp vào điều ngoài khả năng, có thể cho vong linh con trai khó siêu thoát, khó nhanh siêu thoát về cõi lành. Nếu người nào đó mất đi sau một thời gian nhất định trong gia đình không một ai mơ thấy, tức người đó đã siêu thoát. Người khi hồn đi khỏi xác, một là lên, hai là xuống, ba là lơ lửng ở lại, không thể rời đi. Một số trường hợp họ không biết mình đã mất đi, số còn lại do chấp vào cõi trần. Nhà tôi, vợ chồng tôi, tài sản của tôi, vật nào đó quý giá của tôi, khi chấp vào thì không xả ly. Vì vậy cô muốn em ấy nhanh siêu thoát về cõi lành. Cô nên buông xả, nên nguyện điều lành, nên sống thiện lành để tích công đức và hồi hướng. Mệnh của cô là mệnh dễ phiền não vì con cái. Cô hiểu được đời sống là vô thường, việc xả ly được phiền não này chỉ chính mình cô mới có thể thoát ra được, cho tâm mình tự tại. Cô cảm mến những lời chia sẻ của Hải Toàn. Cô nói rằng sẽ cố gắng thiền định, cố gắng giảm trừ phiền não. Vài hôm sau, Hải Toàn làm lễ cầu siêu tại nhà cho con trai cô ấy, cho người từng xem mình trên mạng qua những video của Hải Toàn. Nay có cơ duyên gặp lại trong hoàn cảnh này. Nếu các vị đang có đau khổ vì con cái, vì người thân, dù bất cứ lý do gì cũng khó lòng lột tả bằng nỗi đau mất con, nếu các vị rơi vào hoàn cảnh này, hãy sống chân thiện để dùng năng lượng thiện lành hồi hướng cho những người đã mất, và hiểu rằng có sinh ắt có diệt,
chẳng có gì là bất diệt. Trường hợp thứ hai Hải Toàn muốn chia sẻ là trường hợp mất liên lạc với con cái. Cô sinh năm 59, tướng mạo đẹp lão. Hằng trên gương mặt tướng hảo ấy là một sự hiềm muộn kéo dài bao năm qua. Vì người con trai sinh năm 80 bỏ đi vài năm, không một lời nhắn nhủ, để lại mẹ già một mình ở Sài Gòn, để lại vợ con ở miền Tây. Gặp cô cách đây tầm 2 năm trước khi xem phong thủy nhà của cô. Lần này gặp lại, sắc thái của cô vẫn rất bi ai, dù đã tìm lại được con trai của mình. Cô ngày ngày khấn nguyện Phật Bồ Tát cho cô tìm lại được con trai của mình, cô sẽ xuống tóc ăn chay trả lệ. Cô nhắn tin hỏi Hải Toàn, cô tự xuống tóc tại nhà hay phải đến chùa làm lễ? Hải Toàn mở lời mời cô đến nhà trò chuyện. Cô kể rằng trong suốt một thời gian qua, cô lặn lội rất nhiều nơi hỏi thăm tin tức con trai. Thân già một mình đi qua nhiều tỉnh thành, cô mong mỏi tìm được con trai của mình, mong mỏi tìm hiểu lý do vì sao bỏ đi mà không một lời giải thích. Hôm ấy tại một thành phố biển, cô nghe được thông tin có người con giống con mình. Chủ nhà trọ bảo rằng cậu thuê nhà ở đây, chiều nay ghé lấy đồ rồi sẽ rời đi. Cô nén lại sốt ruột như mọi lần, mong rằng lần này tìm lại được con trai mình. Sau vài giờ, người đàn ông ấy chính là con trai cô. Cô nghẹn ngào vì cuộc gặp và câu hỏi sao mẹ tìm lại được con. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu lại tiếp tục một cuộc hành trình đơn độc, chỉ nhắn lại người mẹ, con không thể nói lý do được, con sẽ quay về sau. Nếu ở trong hoàn cảnh ấy thật sự bối rối, người thì đã gặp mà nguyên nhân thì vẫn không biết vì sao. Sau khi nghe cô chia sẻ, Hải Toàn mở lời, nghiệp phước mỗi người mỗi duyên. Cô chỉ đạt được một ước nguyện tìm được con trai mình, chưa đạt được mong muốn, biết cớ sự vì sao. Từ nay cô hãy buông xả ước nguyện kia đi. Cô cầu trời thánh vật cho tìm được con mình. Cô sẽ xuống tóc ăn chay, đây là ước nguyện có giao kèo. Việc cô xuống tóc tại gia hay đến chùa chỉ là hình thức. Học Phật là làm theo hạnh Phật. Phật học là giáo lý, là kinh điển, là tự tâm. Dù cô không xuống tóc, không ăn chay, nhưng cô buông xả được những phiền não vì con cái. Cô ngày ngày hướng Phật mà không giao kèo, đó chính là lời dạy của Phật. Mệnh con trai cô vốn là mệnh kém duyên, vận hạn cũng rất kém, không thoát khỏi được nghiệp lực khi vào con đường, dẫn đến con đường làm ăn dễ mang phiền não đến chúng sinh. Con trai cô vốn rất khép kín nên khó chia sẻ tâm tư với người khác. Vì vậy, mong cô hiểu và thông cảm. Nếu cô chỉ tâm hướng Phật, theo hạnh Phật, xả ly vọng tưởng, muốn con thay đổi theo chính ý mình, đó chính là con đường dẫn đến an lạc. Khi con người phiền não quá lâu, tâm thức u mê, khi chết linh quan sẽ chồng chất, lại đầu thai vào một gia đình kém may mắn, thậm chí không thể siêu thoát. Chư vị đang đau khổ vì con cái, đau khổ vì người thân, hãy bán chúng đi, hãy bỏ chúng đi, đau khổ như những quả cam hôi thối, có giữ lại cũng không thể dùng. Muốn đời sau hưởng phước báo, đời này trồng nhân thiện, muốn cuộc đời còn lại được an nhàn, phải xả ly tâm vọng tưởng, những ý niệm vượt ngoài khả năng. Chỉ cần chư vị xả ly được chữ tôi, sẽ không còn tôi muốn, sẽ chẳng còn tôi khổ. Cái khổ, cái muốn không có chữ tôi để bám vào. Không ít các vị đến gặp Hải Toàn, chia sẻ tâm tư, đôi mắt ngưng lại khi nghe lời khuyến thị. Hải Toàn chỉ mượn giáo pháp của Phật, mượn thiền ý để giải bày. Việc còn lại chính các vị ấy tự lực tu dưỡng, tinh tấn hành trì. Vì vậy, Hải Toàn xin chư vị đang phiền não vì con cái hay người thân, hãy mở lòng chính mình để xả ly cái tôi. Mở lòng với chúng sanh, làm điều lành, nói lời chân thiện. Các vị đầu tư vào Phật Pháp, đầu tư vào thiền định, đó chính là sự đầu tư của trí tuệ, dễ sinh lời, mà lại không có rủi ro. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.